cái hạnh tâm này làm gì chậm chạp như vậy, mỗi lần đá gà chậm chạp với trời, mình trốn vô vợ mới đi được á, mà giờ lên chưa lại đó, cái này gì đâu mà nó lâu quý trời. Ôi phải em Nhật, cái gì giờ này mày mới lại tâm lại giờ này, lại giờ nào lại? Ờ trời, cái lại mày từ lên xe lên, lại lên xe lên trễ giờ rồi, lại lên đây trời, người ta đang hối tao kìa, trốn vợ đi đó. Ôi thôi rồi nhanh đi, lại đi, người ta đang đợi tao cái vợ đó. Thì từ gấp gì không? Ờ phải. Cái gì á? Làm gì á? Ai út mà cũng cái gì lẽ đâm? Gì lẽ từ từ. Cái gì làm lại gì anh? Gì lẽ đi cứ đợi quái vậy? Không biết chừng dần lá gà chừng. Cái lá gà sao chưa đứng cặp nó chung lại vậy? Người ta trước khi lá gà phải không? Ừ. Ta khởi động. Cái đâm gì? Còn mang dí giật bẻ sao? Trời ơi, trời là cần chưa lá gà cho mà nói thầm thầm vậy đâm. Trời ơi, sao chuẩn bị trước? Mày giỡn hoài nó lại. Đợi tí đi, đang giỡn hoài lại đi tao thấy. Nhanh lên đi, trời đang đợi. Rồi, mệt luôn quá. Thôi trời, tao phải khởi động xíu trời. À, mà tàu lao trời. À, mà quên nữa. Cái gì đó? Đợi tôi xíu. Dạ. Ủa Tâm. Bỏ vô. Đi đá gà bé xá rồi kia. Tiền hồi đá thôi, lụt xả luôn. Tiền hồi đá thôi, lụt xả luôn. Mày. Ông bà già đi mày. Biết sao trời? Chưa đá gà, đội tập trận, trời có bé bắt, đập đẻ, giờ đầu bãi xả nữa. Tôi chuẩn bị chứ. Bãi già đây mà khỏi đi, ta đi mình ta luôn, muốn cành ngủ rồi đi con mình đi nữa. Má tàu lao trời, gặp mình ngăn khủng quý á. Cho đi chứ mợ, cho mình đi. Má, người đi, chưa đá gà chơi tụi bể rồi. Đi đi đi. Con tàu lao, có được chứ đây. Tàu lao. Ông nội này, lý đi.